vâng xin chào tất cả các cô chú anh chị chúng ta lại gặp nhau trên kênh tin tức 24 giờ new lời đầu tiên xin gửi đến tất cả các cô chú anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe và bình an ngày hôm nay mình uh, xin phản biện một số những cái vấn đề của những người đang uh, nói ở trên không gian mạng uh, về cái câu chuyện của hồng loan thưa các cô chú anh chị uh, tại sao mình không nói là câu chuyện của gia đình cố nghệ sĩ vũ linh um, bởi vì uh, chúng ta cũng không cần phải nhắc quá nhiều đến cái câu chuyện mà liên quan đến cố nghệ sĩ nữa bởi vì dù sao đi chăng nữa thì cái này cũng là chuyện buồn chứ không phải là vui vẻ gì cả. Đúng không ạ? Ai cũng có những cái quan điểm khác nhau nhưng cái quan điểm chung ở đây là khi mà chúng ta ủng hộ cho bên này hoặc là ủng hộ cho bên kia thì cũng là một gia đình của cố nghệ sĩ. Đúng không? Tất cả những người đó đều là những người thân của cố nghệ sĩ cả. Và nếu như ông ấy còn sống thì chắc chắn rằng ông ấy không muốn những cái điều tương tự như thế này xảy ra. Đó là một cái điều mà mình nhìn nhận được và mình nghĩ rằng tất cả các cô chú anh chị đều hiểu điều đó. À, một số những người mình thấy rằng thời gian vừa qua có những lùm xùm sức mức cá nhân với nhau đó, thì đã được các cơ quan chức năng người ta nhắc nhở, à, người ta nhắc nhở ở đây là như thế nào? Nhắc nhở là ông không nên dùng những cái à, vấn đề gây tranh cãi trên mạng xã hội mà nói quá nhiều ở trên đấy nữa. Đó, chắc chắn là sẽ có câu đó. Nhưng không biết rằng họ cố tình hay là vô ý họ vẫn cứ nói cái câu chuyện này liên miên như vậy mặc dù có nhắc nhở nha các cô chú anh chị cũng đã nhìn thấy rất nhiều những cái uh, trường hợp tương tự như thế này trước tiên thì các cơ quan chức năng họ sẽ nhắc nhở nhắc nhở để làm gì nhắc nhở để cảnh báo cho họ rằng những cái điều anh làm nó có thể xảy ra những cái vi phạm pháp luật mà nếu như những người á, mà không có nhiều kiến thức uh, về luật hoặc là sự hiểu biết về cuộc sống thì chúng ta không nói đến làm gì nhưng ở đây họ là những người có học thức phải nói như vậy họ là người có học thức và hơn nữa họ là những người uh, đang làm những cái nghề như là ca hát hoặc là cực tiết hài cực rồi thì đạo diễn chẳng hạn nhưng mà họ lại cố dấn thân vào cái câu chuyện này thưa các cô chú anh chị một người có được một cái nền tảng hoặc là một cái, có một cái kinh nghiệm sống rất là dày dặn như vậy rồi mà lại cố tình đâm sâu vào cái câu chuyện này thì mục đích của họ là gì thưa các cô chú anh chị ở đây có rất nhiều những cái mục đích khác nhau chúng ta cũng có thể nói rằng chúng ta không biết được cái mục đích chính của họ là gì đó kiếm tiền thì ai cũng mong muốn rằng ở cái công việc của mình nó có tiền đúng không ạ à, nhưng có một số những cá nhân khác người ta lại sử dụng những cái chiêu trò trên không gian mạng để thực hiện những cái hành vi khác có rất nhiều và mình cũng uh, nghĩ rằng tất cả mọi người đều nhìn thấy được cái điều đó. Mình có lướt uh, trên không gian mạng và nhìn thấy uh, một số kênh nói về cái câu chuyện là bác sĩ drama, rồi thì nhà báo drama, luật sư drama, và nghệ sĩ drama, hoặc là ca sĩ drama. Đó. Rồi họ quy lại thành một bài. Vậy thì họ đang nói ai trong câu chuyện này thưa các cô chú chị? nói ai thì tất cả những người đã theo dõi nhắm mắt nghe thôi cũng đủ biết là họ nói về ai rồi ở đây mình chia sẻ thẳng cho nên mình sẽ nói tên những người đó nếu mà có đụng chạm đến những người đó thì mong mọi người hãy bỏ qua bác sĩ drama thì có phải là họ đang nói về bác sĩ long hay không từ từ rồi chúng ta sẽ đi giải thích rồi thì nhà báo drama thì có phải họ nói về anh minh đúng không ạ đúng rồi và anh minh người đang đi theo hồng loan đi theo chị ni và có một mối quan hệ rất là thân với cố nghệ sĩ bù linh theo mình được biết là như vậy à, không những là thân với cố nghệ sĩ bù linh mà còn rất thân với nhiều ca nghệ sĩ cùng lứa với cố nghệ sĩ bù linh nữa đúng không ạ vậy thì vì sao mà những người này lại bị lên án thì chút xíu nữa chúng ta sẽ đi phân tích rồi luật sư drama là họ đang nói về ai có phải là luật sư Ngọc hay không? Đó, rồi ca sĩ, nghệ sĩ, drama Trong này có rất nhiều Ví dụ như là nghệ sĩ Lương Tâm Ca sĩ Nguyên Vũ Đúng không ạ? Rồi nghệ sĩ, diễn viên linh Tý Đó Có nhiều lắm Có nhiều lắm và họ cũng đang nói về những người này Vậy thì họ quy lại thành một bầy Liệu có đáng hay không? Một bầy ở đây là chỉ như thế nào? một cái từ ngữ rất là xúc phạm mang tính chất rất là xúc phạm vậy thì liệu họ khi mà họ phát ngôn như vậy họ có bị ngượng mồm không thưa các cô chú anh chị tất nhiên là họ không ngượng mồm rồi bởi vì nếu mà họ biết họ ngượng mồm á thì họ đã không nói mà cái độ tuổi của họ có nghĩ được đến như vậy không chắc chắn là nghĩ đến thưa các cô chú anh chị nhưng cái bản tính sân si đố kỵ ghen ăn tức ở thì vẫn còn ở bên trong con người những người này thứ cho mình là nói thẳng nhưng mà câu chuyện nó là có thật chứ không hề đùa một chút nào cả những câu chuyện cá nhân mang ra để mà nói uh, trong một cái drama nào đó thì có rất là nhiều đa phần ở cái drama nào cũng xảy ra những cái sự việc như thế này họ không chú tâm vào cái uh, nội dung chính trong cái drama mà họ lại đi phân bua với một số những cá nhân khác không đồng quan điểm với họ và khi chúng ta là những người tiếp cận trên không gian mạng nhìn thấy được những điều đó thì chúng ta hoàn toàn có quyền để mà bình luận đánh giá về những cái vấn đề đó. Còn nếu như họ nói rằng anh có quyền gì mà anh nói tôi thì họ lại sai. Nếu như vậy thì họ đừng chọn không gian mạng làm nơi họ chia sẻ những cái thông tin của họ, đúng không ạ? Họ hãy ra nói ở ngoài đường, ngoài xã hội đi. Thì lúc đó những người ở ngoài đường, ngoài xã hội là những người trực tiếp nghe thấy những điều đó và họ sẽ là tự đánh giá đến những người này. Còn ở đây họ chọn không gian mạng trên các nền tảng như là youtube facebook để mà chia sẻ những cái mà họ cho rằng họ đang đúng thì những người quan sát cái sự việc họ cảm nhận được họ nhìn nhận được trên tất cả các cơ sở họ cho rằng ông này đang nói sai ông này đang nói thảo lao thì họ bình luận trên đó là ông nói thảo lao hoặc là ông đang nói sai đó là quyền cá nhân của họ và chẳng ai cấm cái điều đó cả miễn sao là họ không có dựng chuyện đối với ông đúng không ạ Họ không dựng chuyện lên để thêm mắm thêm muối để nhằm mục đích là bố xấu ông. Chứ đâu phải là uh, anh thích thì anh lên không gian mạng và lên trên đấy thì anh thể hiện một mình anh nghe. Vậy thì còn gì gọi là mạng xã hội nữa? Trước khi chọn một cái nền tảng để mà chia sẻ những cái uh, ý kiến của bản thân đó, thì phải xác định rằng sẽ có những người mặc dù có rất nhiều người lắng nghe nhưng mà đâu đó sẽ có những người ủng hộ mình hoặc là những người trái quan điểm không ủng hộ mình hai luồng suy nghĩ rất là khác nhau và có thể là hai bên đều đúng nhưng mà không đúng hoàn toàn đó. vậy thì khi mà anh là một người có kiến thức là một rồi thì anh là người có kinh nghiệm từng trải trong cuộc sống là hai Vậy thì tại sao anh lại đặt ra những cái vấn đề mang tính chất tiêu cực như vậy? Ở đây, mình sẽ đi giải thích một lần nữa. Nói về bác sĩ Long, vậy thử hỏi các anh, các chị khi mà đang nói về bác sĩ Long. Bác sĩ Long có ơn với gia đình của nghệ sĩ Vũ Lưng hay không? Nói riêng của nghệ sĩ thôi. Có không? Chắc chắn là có. Bởi vì cái tầm ảnh hưởng của bác sĩ Long lúc đó không phải là cái việc nổi tiếng của ông ấy, mà là cái tay nghề của ông ấy và cái tâm của ông ấy khi mà thực hiện cái việc chăm sóc sức khỏe đến cho cố nghệ sĩ Vũ Linh. Đó, theo dõi tình hình bệnh tật ốm đau của cố nghệ sĩ và thông báo đến cho gia đình. Đúng không ạ? Một vị bác sĩ có tâm thì không phải là cái việc mà họ hành nghề giỏi là đủ đâu thưa các cô chú chị. Bên cạnh đó họ còn những cái việc về tâm lý nữa, tâm lý đối với người bệnh nữa đó giống như kiểu là khi mà vừa chữa bệnh mà vừa tác động bằng lời nói bằng những cái động viên tinh thần chẳng hạn thì cái người bệnh đó khi mà nghe được những lời như vậy thì sẽ cố gắng hơn cố gắng để mà chữa bệnh hơn thì sẽ kéo dài được cái thời gian đúng không ở cố nghệ sĩ vẫn vậy mình nhìn thấy được điều đó không biết là các cô chú anh chị có hiểu được điều đó hay không và ông ấy cũng không chọn mạng xã hội là nơi đấu tố ông ấy chỉ nói ra với một số những cái nhà báo hoặc là để lại một số những cái comment nói rằng là uh, tôi không muốn tham gia đấu tố trên không gian mạng nhưng tôi có thể là người làm chứng cho những việc mà tôi đã nhìn thấy đại khái nó là như vậy nhìn thấy ở đây là nhìn thấy cái gì nhìn thấy là những người đã từng vào chăm sóc cố nghệ sĩ vũ lưng là ai đúng không ạ như mình đã nói rồi người con người em người cháu đó muốn xem tình hình bệnh tật của cố nghệ sĩ như thế nào đó không phải là ở đến nhìn thấy cố nghệ sĩ là có thể biết được đâu bởi vì lúc mà ốm đau bệnh tật đó cố nghệ sĩ cũng giống như rất là nhiều người không muốn cho gia đình lo lắng về sức khỏe bản thân đúng không ạ thì thường nói ở à, à, ba vẫn ổn à, chú vẫn ổn đúng không Anh vẫn ổn đó để làm gì để làm yên lòng những người nhà mà thôi nhưng ở đây á cái người mà đến thăm thực sự muốn biết sức khỏe của cố nghệ sĩ như thế nào thì phải đến gặp cái người bác sĩ trực tiếp chăm sóc sức khỏe thăm khám bệnh đó đúng không ạ nó phải là như vậy thì nó mới đúng được thì chính bác sĩ long cũng đã nói rằng tôi không nhìn thấy được một số người đó đến đến ở đây nó, cái từ đến nó phải ý nghĩa nó phải đủ nha đến tôi có nghĩa là đến để mà hỏi tình hình bệnh tật của cha hoặc là của anh mình nó như thế nào và muốn biết được điều đó thì phải xem cái kết quả của bệnh án và hỏi chính cái người bác sĩ trực tiếp chăm nom đó có như vậy thôi mà họ cũng không hiểu được rồi họ đơm đặt rồi vu cho bác sĩ long là người ở, liên quan đến cái việc mà nói về adn rồi lung tung đó nó rất là vô lý không phải việc của họ mà họ lên họ nói giống như là họ đang là người trong nhà là một người thân của cố nghệ sĩ Vũ Linh và họ phải có trách nhiệm để mà lên để mà đấu tố vậy đó. Rất là vớ vẩn đúng không ạ? Nói về nhà báo, nhà báo Song Minh thì chắc chắn ai cũng biết rồi. Và khi chúng ta nhìn thấy được những cái hình ảnh mà anh ấy chụp với rất nhiều những cái ca nghệ sĩ khác, những người nghệ sĩ nổi tiếng và bên cạnh đó là có những cái mối quan hệ rất là mật thiết với gia đình của nghệ sĩ Vũ Linh thì chúng ta lại đặt một cái câu hỏi ra rằng vì sao nhà báo này lại ủng hộ hồng loan mà một người nắm bắt những cái thông tin những cái sự kiện của một số của rất nhiều những người nghệ sĩ đó trong giới đó có phải là song minh hay không một trong rất nhiều người đó cập nhật thông tin bởi vì cái nghề của họ mà thưa các cô chú chị đó nhưng mà ở đây chính vì họ nắm bắt được những điều đó thì họ mới à, thấu hiểu được cái hoàn cảnh của Hồng Loan và họ cảm thông được điều đó cho nên họ mới bên cạnh Hồng Loan và những người như là chị Ni, Bùm Bùm hoặc là Thành Mỹ đến tận bây giờ chứ không phải đơn giản chúng ta nghĩ rằng ở à, anh ấy vì ở à, à, cái này cái kia rồi đến bên cạnh Hồng Loan đâu như vậy chỉ là cái à, suy nghĩ chủ quan của từng người thôi À, chúng ta nhìn nhận một cái câu chuyện nào đó thì chúng ta phải nhìn nhận bao quát, bao quát thì chúng ta mới có thể định nghĩa được nó là cái gì. Rồi nữa thì là luật sư drama. Vậy thì luật sư ở đây chắc hẳn người ta nói đến là luật sư Ngọc. Vậy thì chúng ta nhìn thấy được đó, khi mà mình nhìn nhận luật sư Ngọc đó đến với Hồng Loan là không đồng, nha, là không đồng. đúng với cái câu nói là vì yêu thương mà đến mà trách nhiệm của một người luật sư là bào chữa bảo vệ quyền lợi lợi ích hợp pháp cho thân chủ của mình đúng không ạ và cho dù họ có làm vì cái tâm cỡ mấy đi chăng nữa thì bắt buộc họ cũng phải có tiền chứ để mà họ trang trải trả tiền mặt bằng trả tiền nhân viên trả tiền đi đi lại lại xăng dầu xe cộ đủ thứ các khoản đó, vậy thì ai trả cho họ nhưng họ vẫn đến để mà giúp và hơn nữa khi mà chúng ta nhìn nhận lại sự việc đó khi mà có những người cũng đang ngồi trên ghế ở uh, YouTube đó, YouTuber đó, chị Vina chẳng hạn giới thiệu uh, một cái ông luật sư đến cho Hồng Loan và lúc đó luật sư Ngọc cũng ủng hộ cái việc đó, tại vì có những người người ta chia sẻ uh, để cho luật sư Ngọc chia sẻ lại cái công việc để đỡ, để bớt được cái gánh nặng thì chị ấy sẵn sàng, đúng không ạ? nhưng không phải vì đó mà luật sư ngọc rời hồng loan và có cái nhìn khác về hồng loan đó với là cái bản lĩnh nha khi mà chúng ta nhìn là về cái điều đó rồi thì luật sư ngọc đứng ở bên cạnh để mà chú ý đến cái việc đó đến khi cơm không lành canh không ngọt cái người luật sư kia và những người youtuber kia cái chị vina rồi anh chàng thám tử rồi anh chàng đạo diễn quay xe đúng không ạ quay xe không ủng hộ nữa và chính cái người luật sư kia cũng quay xe luôn vậy thì luật sư ngọc có quay lại hay không không quay lại làm gì có cái câu chuyện như bây giờ đúng không ạ bởi vì vậy cho nên chúng ta khi mà chúng ta đúc kết lại chúng ta nhìn nhận lại tất cả những cái sự việc trước đây thì chúng ta mới hiểu được rằng ở à, những người này mới thực sự gọi là vì yêu thương mà đến đó cái giá trị nó nằm ở chỗ này giá trị này không phải ai cũng có nha mình xin nhắc lại cái giá trị này không phải ai cũng có. Rất nhiều người, người ta đang làm trái ngược lại với tất cả những gì mà chúng ta nhìn thấy, giống như một cái tấm gương phản chiếu đó thưa các cô chú anh chị. Khi mà chúng ta nhìn thấy được những người này, à, đến giờ phút này vẫn còn ở bên cạnh Hồng Loan, vẫn vượt qua rất nhiều những cái khó khăn, đó, những cái thử thách. Thì chúng ta lại nhìn thấy ở phía bên kia lại càng ngày nói càng nhiều hơn và đâm thọc nhiều thứ vào cái câu chuyện của nhà Hồng Loan hơn. Theo mình nghĩ thì những người à, đang mang mát là một nghệ sĩ hài đó, thì anh nên dừng lại tất cả những cái sự việc này. Ngày trước mình nhìn thấy được anh à, có một khoảng thời gian anh dừng lại một chút xíu, đúng không ạ? Anh quay những cái danh lam thắng cảnh và anh giới thiệu những cái nguồn gốc của cái dân lam đó, mình thấy rất là hay. Đó, đó cũng là một cái nội dung mang đầy à, cái tính chất là tích cực cho cuộc sống, đúng không? vậy thì tại sao anh lại không làm điều đó hoặc là khi mà anh trở về bên mỹ anh cũng có thể quay được những cái vấn đề quay được những cái danh lam thắng cảnh của bên mỹ chẳng hạn những cái địa điểm nổi tiếng hoặc là như thế nào đó để giới thiệu về cho bà con cô bác ở bên trong nước ở quê hương này này ở việt nam đó người ta biết được ở bên mỹ có những cái gì đúng không ạ có những địa điểm nào danh lam thắng cảnh nào con người của đất nước mỹ ra sao hoặc là những người Việt Nam đang sinh sống ở Mỹ làm ăn kinh tế như thế nào, nó có ổn định không? Có rất nhiều những thứ mà anh quay mà nó mang tính chất là ý nghĩa, đúng không ạ? Cái việc mà tạo dựng ra một cái thước uh, video để mang những cái ý nghĩa đó đến thì tôi nghĩ rằng nó rất là đơn giản đối với anh, bởi vì anh là nghệ sĩ mà anh có thể vẽ ra được tất cả những thứ mà anh mong muốn. Nhưng ở đây cái mà anh vẽ ra nó phải thực sự là ý nghĩa, nó mang lại giá trị sống. À, cho những người mà yêu quý anh trên không gian mạng. Chứ đừng mang những cái tính chất tiêu cực bởi vì chắc chắn sẽ có những người người ta ủng hộ anh ở trên không gian mạng. Nhưng cũng có không ít người người ta ghét anh và đưa ra những cái lời nói thậm tệ đối với anh. Khi như vậy á thì nó sẽ ảnh hưởng đến gia đình, con cái, đủ thứ các kiểu trên đời. Đúng không ạ? Vậy thì bản thân mình đang sinh sống mình có quyền lựa chọn để làm cái này, làm cái kia mang lại cái lợi ích cho chính bản thân mình, cùng với đó là mang lại lợi ích cho xã hội. Vậy thì mình có quyền lựa chọn thì tại sao mình lại không đi lựa chọn cái tốt, cái đẹp để mà làm? Nếu như không thay đổi được cái điều này thì nó lại liên quan đến bản chất. Giang Sơn khó đổi bản chất, khó rời, đúng không thưa các cô chú chị? Các cụ chúng ta nói những cái câu rất là tâm đắc và nó rất là đúng luôn nói đến ở đây mình không phải là dạy đời cả, à, bởi vì cái độ tuổi của mình so với những người những cái anh nghệ sĩ hài đó, thì nó còn cách xa quá, mình không có đủ cái kinh nghiệm sống hoặc là cái độ từng trải như anh này, cho nên hai từ dạy đời mình không dám nhận, đúng không ạ? Mình chỉ góp ý mang tính chất là góp ý, đó làm cho người khác người ta khá lên thôi, còn cái việc khá hay không nó không liên quan gì đến mình và nó cũng không mang lại một cái lợi ích gì đến cho mình cả cái việc nhìn nhận hoặc đánh giá hoặc là phản biện trên không gian mạng nó cũng mang lại cái lợi ích chung đó thôi các cô chú anh chị nó sẽ làm cho cái không gian mạng này trong sạch hơn và khi chúng ta phản biện nhau hoặc là nói về những cái vấn đề bất cứ ở về lĩnh vực nào thì nó cũng mang cái tính chất là tích cực đó và khi đó thì tất cả đều nhẹ nhàng với nhau nhẹ nhàng với nhau chỉ có cái việc là đúng sai thôi chứ không có những cái câu chuyện hệ lụy là phải đi kiện cáo nhau hoặc là như thế nào đó nó không có cái câu, câu chuyện đó xảy ra và đó là những gì mà mình muốn nói trong cái video clip này à, mình xin hẹn gặp lại tất cả các cô chú anh chị trong clip tiếp theo một lần nữa xin chúc tất cả các cô chú anh chị luôn luôn có sức khỏe bình an trong cuộc sống xin chào và hẹn gặp lại